Thưa quý vị, đúng 7 giờ 35 phút sáng nay 28 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với thời gian làm bài 120 phút. Tại Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng năm 2023, có 13.133 thí sinh đăng ký dự thi, 551 phòng thi, mỗi phòng thi tối đa 24 thí sinh. Trong đó có 68 thí sinh là người dân tộc thiểu số và 24 thí sinh bị khuyết tật, nhưng không có thí sinh nào cần hỗ trợ khi làm bài thi. Đà Nẵng đã huy động khoảng 2.750 lượt người tham gia phục vụ kỳ thi. Từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị cho mình một tâm lý thoải mái nhất trước khi bước vào môn thi đầu tiên, môn thi ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Trong cái năm học 12 của em thì em cũng đã học được gọi là được học đầy đủ kiến thức rồi, cho nên là tới lúc thi là em chỉ cần ôn lại qua và hiện tại tâm lý của em rất là bình thường, không cảm thấy lo sợ gì hết. Thành phố cũng đã thành lập 7 tổ kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phụ trách và đoàn thanh tra lưu động của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm thi. Riêng môn ngữ văn sáng nay, Đà Nẵng có 12.961 thí sinh đăng ký dự thi. Câu trúc đề có 2 phần quen thuộc, phần đọc hiểu 3 điểm và phần làm văn 7 điểm gồm 2 câu. Đoạn trích trong tác phẩm Vợ nhạc của nhà văn Kim Lân thuộc phần nghị luận văn học năm nay, theo nhận xét của nhiều thí sinh là khá bất ngờ. Theo em thì đề văn năm nay cũng rất hơi khó so với học bằng chung ạ. Bởi vì cái đề của năm nay hắn lạ và nói chung là không thể nào mà ôn được luôn, bởi vì hắn nằm ở cái phần rất là nói chung là khó để ôn lắm ạ. Cảm hạnh nhất của em là môn văn và sau khi hoàn thành môn văn thì em cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều phần ạ. Với phần nghị luận xã hội, hỏi về việc cân bằng cảm xúc, nhiều thí sinh chia sẻ, đây là nội dung gần gũi, học sinh dễ dàng bày tỏ quan điểm của bản thân. Năm nay thì nghị luận xã hội ra câu là em hãy nên suy nghĩ của em về sự cần thiết của việc biết cân bằng cảm xúc. Thì em thấy đề văn này nó cũng khá là thực tế và cũng dễ đào sâu, dễ viết và có nhiều khía cạnh để viết. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, trong buổi thi sáng nay vắng 88 thí sinh, 44 thí sinh được miễn thi. Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi. Có 2 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi. Lực lượng công an và thanh niên tình nguyện đã tham gia hỗ trợ tích cực tại các điểm thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh tại các điểm thi. Chiều nay, thí sinh sẽ thi môn thứ 2, môn toán, thời gian làm bài 90 phút.